Các bạn thân mến, cuộc thi kể chuyện bằng hình ảnh con gái thật tuyệt sắp đến ngày chấm giải. Để tính điểm đồng hành cùng ban tổ chức chiếm 20% tổng số điểm, các bạn hãy thực hiện chụp ảnh màn hình để thể hiện số bạn bè cùng thích trang fanpage Hạnh Phúc Gia Đình. Đối với máy vi tính, chúng ta thực hiện theo 3 bước sau đây. Bước 1. Mở Facebook cá nhân. Các bạn truy cập fanpage Hạnh Phúc Gia Đình. Sau đó bấm phím Print Screen để chụp ảnh màn hình thể hiện số bạn bè cùng thích trang. Bước 2. Vào Start, các bạn chọn Pen, bấm tổ hợp phím Ctrl-V, chọn File và Save để lưu lại. Bước 3. Mở email cá nhân, soạn thư theo mẫu và gửi file ảnh chụp màn hình vừa lưu về địa chỉ đồnghanhcungbtc@cpcs.vn. Đối với điện thoại, chúng ta thực hiện theo 2 bước sau đây. Mở Facebook cá nhân. Các bạn truy cập fanpage Hạnh Phúc Gia Đình và chụp ảnh màn hình thể hiện số bạn bè cùng thích trang. Bước 2. Mở email cá nhân. Soạn thư theo mẫu, họ vào tên, địa chỉ, bài dự thi mã số, đường link Facebook cá nhân và gửi ảnh chụp màn hình về địa chỉ đồnghanhcungbtc@cpcs.vn. Sau khi nhận được ảnh chụp màn hình, ban tổ chức sẽ có thư thông báo bạn đã gửi thành công. Nếu như không nhận được thư, các bạn hãy kiểm tra lại địa chỉ email. Hãy gửi ảnh chụp màn hình trước 12 giờ trưa ngày 15 tháng 11 các bạn nhé. Chúc các bạn giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi.